Đấy là mấy cái ấm. Đây, tiếp theo thì em có một cái nữa, cái đồng hồ của Citizen. Con này là một chiếc pin Eco và nó là hàng đã qua sử dụng lướt rồi. Con này là dòng CA7030. Có cái thẻ bảo hành nhưng chưa vào thông tin gì. Mắt thừa này và các cái hướng dẫn sử dụng đi kèm. Thẻ tag. Chiếc này nó niêm yết hàng mới khoảng 35 đến 40 nghìn yên này các bạn, khoảng 7 triệu đến 8 triệu. Một chiếc hàng mới. Tag mắt còn đầy đủ. Cái này của em thì nó là hàng siêu lướt như hàng trưng bày luôn, có điều là người ta đã cắt mắt và đeo rồi, nhưng mà đây có một vết xước ở đây, khóa có một hai vết nữa, tình trạng nó còn khoảng trên 95% về ngoại hình. Đường kính xe mặt nó khoảng tầm 41, độ dày là 11,1 mm. Và cái lắc tu lắc ở đây là 46,3, là sẽ dành cho anh em tay vừa và cổ tay to, từ 16 trở lên là đeo rất đẹp. Mặt dial màu đen nhé. Các bác sẽ có autograph tính phút ở góc 12 giờ, lịch ngày. Đây kim dây dưới góc 6 giờ và logo của Citizen ở bên góc 9 giờ. Đó. Kim dây dài này nó chạy chức năng chrono. Và nếu như không chạy thì nó sẽ đứng ở góc 12 giờ như thế này. Và có vành đo vận tốc tachymeter được đặt ở bên trong cái mặt kính sapphire. Kính ở con này thì là kính sapphire rồi. Ba núm chỉnh phía bên hông này, còn ở đằng sau thì sẽ có các cái thông số như là Made in Japan này, chống nước 100 m và thân thép không gỉ, máy B642. Đi kèm sẽ là một bộ dây thép đúc đặc 2018 và em sẽ lên thử ở trên tay 17 trên này. Dây còn thoải mái cho tay 18, 19, 20, còn cả mắt thừa trong hộp. Một chiếc khá là đẹp của Citizen, chạy bằng pin năng lượng và chống nước là 100 m. Đi bơi lội thoải mái. Mùa hè này các bác đi bơi, mang chiếc này ra biển bơi hoàn toàn vô tư. 3 triệu 850 nghìn chiếc này. Mã là 7978, 3 triệu 850.